Thưa quý vị, sáng nay Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09 ngày 1 tháng 8 năm 2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới giai đoạn 2013-2023. 10 năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới có sự gắn kết với các phong trào cuộc vận động khác của Đảng, Nhà nước, các địa phương. Công tác tuyên truyền phát động phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc được phối hợp triển khai với nhiều nội dung hình thức phong phú. Từ đó ý thức của quần chúng nhân dân được nâng lên trong thi hành pháp luật. Lực lượng công an các cấp thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tạo lòng tin trong nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên có sự phối hợp chặt chẽ trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chung tay xây dựng nông thôn mới. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Giám đốc Công an thành phố khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Cũng tại hội nghị, Công an thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2033.